tăng 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 thôi đi. Ai giờ nghe có vẻ là trắng rồi đấy. Này, lau chùi nó được tử tế vào. Này, mày mà không làm sạch cái thì nghỉ ăn cơm nhá. Nhưng mà cái này hôi lắm mà, em bảo anh này, ai chỉ cho anh cái chợ là lấy giấm mà chùi chùi cái nồi như này á. Này, đúng là mày không biết một cái gì cả nhá. Mà em biết cái này làm cái gì? Không nói nhiều nữa, lại nó sạch vào nhá. Ôi trời, làm à. Ô này, coi chừng tao đấy. Làm đi. Tăng 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 tăng. Gãy tay rồi này. Ai rồi? Ôi rồi gãy rồi. Trời ơi. Sao? Gãy tay. Đâu? Này anh đấy. Sao nào? Bị gãy rồi anh chỉ được nhìn nó chứ anh đụng mà nó đau thì làm sao? Ừ. Ai mượn anh về cho mấy cái trò này làm cái gì bây giờ gãy tay em rồi này. Ôi rồi trời ơi đúng rồi. Đâu xem nào? Đây này. Ôi trời ơi đừng có đụng vào nó đâu. Gãy rồi này. Ôi. Thôi được rồi, đợi tao tí. Trời anh làm gì? Thì tao đi đun giấm cho nó nóng rồi mày ngâm tay. Này, à? Giấm nó tốt lắm nha. Trị được cả bong gân với lại chật cổ tay cổ chân đấy. Đợi tao tí. Nhưng mà em bị gãy mà. Gãy đâu mà gãy. Tao nhìn rồi. Cùng lắm chỉ là chật tay thôi nhá. Ngồi đấy. Gãy rồi đây này. Trời ơi. Mệt quá. Ôi làm nước cái tôm. Trời ơi cần... Ôi làm nước cái tôm. Trời thằng tốt kia mày đứng lại tao. Trời ơi. Đứng lại. Trời ơi mày có chạy đừng coi. Tao nói cho mày biết nha, hôm nay mày không thoát được đâu con trai. Mày đứng lại cho tao. Trời ơi thằng tốt này. Mày nhắn mình nhờ nhá. Ờ. Đi từ sáng rồi. Chả thấy anh Tú đâu. Thế thì lúc cần thì chả thấy đâu. Kiệt ơi cứu tao. Vai, vai nè rồi. Vai. Không thành được. Nhân, nhân có cái nút nào nhấn đi rồi có cái nút nào thì nhấn lại cho nó dừng đi. Này, chậm thôi. Không thành được. Qua đây. Nhấn đi. Nhấn cái nút nào thì kêu lại. Trời ơi, chậm thế. Chậm thôi đừng đạp nữa. Eo trời ứ. Thôi rồi. Khiếp. Chả hiểu anh tự anh hết cách hay sao mà tự dưng lại bảo là cho ngâm ngâm tay ngâm chân và giấm bây giờ chả khác gì cái mùi hôi như con cú. Ôi giời ơi. Ôi trời ơi. Ôi cái gì đấy? Chú Tú. Này. Ôi trời ơi. Chú Tú. Chú Tú nói cái gì mà mình chưa kịp nghe này. Này 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 này. Làm cái gì mà giống cái kiểu ma lùa á? Hơn cả ma lùa chứ anh Tú, anh bị mất phanh xe. Cho bọn tớ phải giữ lại nhưng mà không kịp. Này bây giờ mà lùa theo mà giữ theo lại có được cái em không? Chị ít thì cũng phải đường cái chứ lại. Đường cái. Thế thì bây giờ mình phải chạy theo mình túm xe chú Tú lại đi. Trời ơi chú Tú cứu chú Tú đi. Trời ơi. Trời mày cứu tao mày. Sao mày chứ không phải mày ơi. Trời ơi. Sao mày chú Tú. Ôi trời. Chú Tú. Ôi trời ơi. Chú Tú ơi. Ôi trời cứu tao mày ơi. Trời. Ai bế tao lên. Nhẹ tay thôi. Trời ơi. Trời ơi. Có việc lùa theo thôi mà cũng không lùa được là sao nhờ. Chúng mày bình thường lười vận động lắm đúng không? Chúng phóng như ma đuổi thì ai mà vớt được. Chứ còn gì nữa. Chú chạy nhanh như ma ấy à mà lùa kịp được. Này tao nói mày biết này. Chúng mày là người mà không chạy nhanh bằng ma. Này tao bảo chú nha. Ma biết bay, người thì biết chạy thôi. Tất nhiên là bay phải nhanh hơn chạy rồi. Đúng rồi. Mà thôi tao nói chung là gặp chúng mày tao đen đủi lắm xui lắm. Tôi chúng mày lượn đi cho tao bán hàng. Đứng đi. Từ. Đứng im lại. Sao? Chúng muốn đi đâu? Tao dựng xe tao đi bán kem. Này, không trả công quần cáo thì quần lâu mới được đi về nha. Đúng rồi, đừng có đi lung ta lung tung vớ vẩn nói được làm được thì không có nít nó cười cho đấy. Chú mà không trả ấy, từ nay gọi chú là Tú Bịt ấy. Đấy. Người gì? Tao bị bận gì chúng mày công gì? Hả? Chả nhớ gì. Không nhớ gì đâu. Không nhớ gì hết. Hả? Chả nhớ gì.
loằng cái gì loằng. Bắt đầu chú ý mình kem, ai nghe cái gì đâu. Thế là sao? Nhìn cái gì? Ôi trời ơi, lại làm sao đấy? Sao đây? Ôi trời ơi, trời sao đây? Tao nghe thấy cái cửa lạc một phát rồi, thôi hỏng rồi, gãy rồi. Gãy rồi không? Cái đầu chúng mày mà gãy. Chả biết cái gì, đây là nó bong gân hay là chật khớp gì thôi. Vừa nãy là tao chống cái chân này nó đau mà tao quên, tao không để ý. Trời ơi. Cháu xem nào, trời ơi, thả cái tay ra cháu xem. Ôi trời ơi, cái mắt cá chân nó sưng bằng cái quả cà chua rồi. Trời ơi, bây giờ làm sao đây? Cứ nghĩ đi, rồi nghĩ đi thôi, chứ bán làm sao được nữa. Nghĩ tao chết đuối à? Trời ơi, bán cái gì cháu nữa? Cháu có cách, trời ơi. Cách gì nói đi. Cách gì thì nói rồi nó mất hay, phải có cái gì để mới nói đúng không? Ôi thôi thì chú cứ xem sao chú hỏi con My chứ bây giờ nghĩ cách đi, nhưng mà đi bán kem chứ không là móm đấy. Đấy. Cùng lắm là cũng mất cái kem chứ mất gì đâu anh. À. Bây giờ cứ làm tao hết đau đi thì tao chua. À, nhưng mà phải cho kem Kiệt với Lâm ở nha thì tao mới nói được chưa? Đúng. Thì bây giờ hết đau thì mới chua được chứ. À. Chú về nhà chú ngâm chân chú vào giấm là khỏi. Sao lại bất ngờ? Không có bất ngờ nha, anh Tượng mà bị đau chân là anh Tượng mang về anh Tượng ngâm một phát là khỏi luôn. Thật không? Chú có muốn đi bán hàng không? Không thôi, thôi nghỉ. Thật không? Thật chứ sao không thật? Anh Tượng là bạn thân của chú mà chú lại không tin à? Okay. Được rồi, bây giờ mà mày cứ đem tao về đi rồi tao ngâm mà tao hết đau tao chua được chưa? Rồi, lên xe cho đẩy về. Nào, lên nha. Đây đâu, đâu, đâu. 2, 3. Ủa đấy bạn nào, ừ. Kia. Ngâm đi bao giờ? Ngâm đi một tí nữa thôi. Ôi giời, trời. Cậu xem tí nào chứ nó ra mùi lắm. Nó ra mùi hôi không chịu được đâu. Đúng rồi. Mùi rồi à? Ừ. Hay là cậu chê anh Tú chưa đủ hôi đúng không? Hay là phải bày cái trò ngâm dấn này cho nó hôi thêm. Cái gì? Thằng kia mày bảo ai hôi? Hả? Mày hôi ấy. Này, sau này có khi không gọi là chú Tú bán kem nữa mà là gọi là chú Tú hân trôi. Hả? Hân trôi ấy là cái gì ấy? Là hôi chân. Hân trôi, hân trôi. Chúng mày ăn kem của tao, chúng mày còn thấy tao tối cái hôi đúng không? Ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời. Này, tôi. Chú làm gì hả? Chú nào? Tú ơi. Này, làm gì mà cái mùi giấm nó nồng nặc như thế? Làm cái gì đâu bạn, tôi đang ngâm chân đây này. Thì bạn báo là ngâm với giấm này này, khỏi đau chân thì sáng tôi bị ngã đây. Cô này nó báo này. Ôi, anh Tượng báo cháu là thế mà. Đúng rồi anh Tượng ạ. Chả biết có tác dụng hay không nhưng mà chùa lắm. Ừ. Mày kiếm được ra cái này đấy. Mùi rồi. Hay là anh chê chân bạn Tú của anh chưa đủ hôi à? Này, cái mồm. Đúng rồi còn gì, anh là người chỉ em cái cách ngâm chân vào giấm là khỏi mà. Đúng rồi. Em mới bảo cho Tú ngâm. Này. Thôi rồi, không phải ngâm nữa đâu. Hả? Ngâm có tác dụng gì đâu mà ngâm. Cái gì? Nó không có tác dụng. Ừ. Thế là anh lừa em mà, rõ ràng anh bảo là ngâm vào đấy là khỏi mà. Lừa cái gì mà lừa? Này. Lúc sáng ấy tao biết kiểu gì mày cũng mày giả vờ đau mà trốn việc nhá. Tao đùa mày thế thôi. Thì bây giờ đau phải đi mua thuốc chứ là chữa mẹ đến bao giờ. Dính mày nhá, hai đứa này nhá. Chú mày lừa tao ăn hết kem của tao, trả đây cho tao. Đền đi. Trời ơi, bố chạy đi đâu, chạy đi đâu? Trời ơi, mày chạy đi đâu? Láo thật chứ. Thôi rồi, này. Bạn chạy vào lấy tôi giấm đi. À, giấm làm gì? Bạn cũng bị đau chân à? Đâu. Tôi mang về làm ít bò trong giấm. À, thế trong bếp bên này nhiều lắm, bạn cứ vào bạn lấy thoải mái đi. Chân hổ, cái chân đau, ừ. Ngồi. Thế rửa nhanh rồi sang ăn nhá. Đấy, miếng vào. Ngon lắm. Ngon. Cháu ăn hết rồi. Học cái ai không học, toàn học cái bố láo. Hả? Nhờ. Thế ai dạy chúng mày hả? Hả? Ai dạy chúng mày là đau chân ngâm giấm? Hả? Sao toàn lừa người đấy nhờ? Đây là đau chân người ta phải đi thầy thuốc chứ. Lừa va vẩn. Sao mà chú cứ nhai đi nhai lại mấy cái câu chuyện thế nhờ? Này, tao không để bộ tao chết bằng kèo nhá. Dù gì thì chú cũng được lọc chứ còn gì nữa. Cứ than thở suốt thì khổ. Đúng rồi đấy. Anh Tượng chuẩn bị làm món gì nhỉ? Bò nhúng giấm. Ui nghe kém lắm rồi. Thằng này ăn điêu nói phép. Nè.
Ai dạy mày cái thôi ăn điều nuôi phép đấy hả? Con nít của nồi ăn điều nuôi phép này. Sao điêu cái gì? Này, thế tao hỏi mày nhá. Thế bùa nó ngon như thế mà nó nấu với giấm nó mùi như thế là làm sao hai cái nó đối đầu nhau làm sao có thể kết hợp lại ngon được? Được rồi, chú nói thế nha, tí chú đừng ăn. Tao chẳng ăn. Nhớ nha. Ừ, vẫn mùi. Ăn chưa? Mùi chân. Giờ cơm đến rồi. Ăn đi. Sôi rồi, sôi sùng sục, sôi sùng sục lại sôi sùng sục. Ăn thôi. Ngon không? Này, cái ăn đi nhìn cái gì? Ăn thôi. Này, nhìn nhá. Này, nhúng cái miếng bò vào cái nồi giấm này. Đấy, bò vào đây. Đấy, cho tí rau. Quặn nó lại. Là bấm đêm đâu ấy nhở? Đây. Đấy, mày đưa đây cho anh. Ngửi cái áo. Đấy, chấm vào. Anh chào. Nhìn cái gì? Ăn đi. Ăn. Mời chú Tú nha. Cho xin ít ít. Đây. Đấy, ném qua bên đây một ít cho đưa con cái thì ai ăn. Tuyệt vời. Ăn đi. Trời ơi, ăn thôi. Trời ơi. Chú này, ăn đi ngon lắm. Mà thử xem nào, xuất sắc luôn đấy. Mùi lắm. Mùi đâu mà mùi, bạn ăn thử đi xem nào. Mùi của chú ạ. Một miếng rồi nha. Xuất sắc lắm đấy, ăn đi. Một miếng rồi nha. Làm sao? Được phết nhờ. Hôi không? Không. Chú biết cái mùi đấy từ đâu không? Từ cái hôi chân của chú đấy. Này, mày có tin tao lấy giấm tao đổ vào đầu mày, tao tắm cho mày không? Hân chơi. Hôi chân. Này, cứ nhai đi nhai lại nhá. Được rồi, ăn đi cho nóng nào, ăn đi. Lấy giấm tao đổ vào đầu đấy. Này, ăn đi bạn. Cảm ơn các bạn đã vừa theo dõi tập phim của chúng mình. Nếu như các bạn thấy hay, hãy cho mình một comment, một like, một subscribe.